Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay chúng mình cùng tiếp tục với bài luyện tập số 2. Bài luyện tập số 2 như sau. Ở đây có 3 quả xoài. Trên mỗi quả xoài là một phép tính. Quả xoài nào? Và câu hỏi như sau. Quả xoài nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? Quả xoài nào ghi phép tính có kết quả nhỏ nhất? Vậy thì để tìm được câu trả lời, chúng ta bắt buộc phải thực hiện các phép tính này, đúng chưa nào? Ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng thực hiện các phép tính như sau. Chúng ta sẽ đặt các phép tính này theo chiều dọc. Đầu tiên, quả xoài thứ nhất, 40 cộng 2. Quả xoài thứ hai, 80 cộng 3. Và quả xoài thứ ba là 70 cộng với 10. Vậy thì mình và các bạn hãy cùng thực hiện phép tính nhé. Phép tính như nhau, 40 cộng 2, ta sẽ cộng lần lượt từ hàng đơn vị. 0 cộng 2 bằng 2, viết 2. 4 hạ xuống. Phép tính thứ hai, 80 cộng 3, ta lấy 0 cộng 3 bằng 3, viết 3. 8 hạ xuống là 83. Phép tính thứ ba, ta cộng từ hàng đơn vị, 0 cộng 0 bằng 0. Tiếp theo hàng chục, 7 cộng 1 bằng 8, ta được kết quả là 80. Vậy thì 3 quả xoài tương ứng là 3 kết quả. Ở đây quả xoài thứ nhất có kết quả là 42. Quả xoài thứ hai có kết quả là 83. Và quả xoài thứ ba có kết quả là 80. Qua đây chúng ta đã tiếp theo, để biết quả xoài nào có kết quả lớn nhất thì chúng mình lại phải dùng phương pháp so sánh. Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh quả xoài thứ nhất với quả xoài thứ hai. Cách so sánh như sau. Chúng ta sẽ so sánh hàng chục trước. Chúng ta sẽ so sánh 4 với 8. Ta thấy 8 lớn hơn, cho nên 42 nhỏ hơn 83. Tiếp theo, ta so sánh quả xoài thứ hai với quả xoài thứ ba. Ta thấy 8 bằng 8. Tiếp tục, chúng ta sẽ phải so sánh đến hàng đơn vị 3 và 0. 3 lớn hơn 0 nên 83 sẽ lớn hơn 80. Ở đây số 83, tức là quả xoài thứ hai, lớn hơn quả xoài thứ nhất và lớn hơn quả xoài thứ ba. Và chúng ta đã tìm ra kết quả. Quả xoài nào có kết quả lớn nhất? Đó chính là quả xoài ở giữa, quả xoài thứ hai. Đây chính là quả xoài thứ hai có kết quả lớn nhất, 80 cộng với 3. Tiếp theo, quả xoài bé nhất chính là quả xoài số 1. Bởi vì 42 so sánh với 80, chúng ta còn hai quả, đó là quả số 3 và quả số 1. Thì chúng ta so sánh như sau. Chúng ta lấy 4 so với 8 nhỏ hơn, thì 42 sẽ nhỏ hơn 80, cho nên là quả xoài thứ nhất chính là quả xoài có kết quả bé nhất. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài luyện tập số 2. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.